Tiếp tục vào việc anh chị ơi, một mẫu nhà thiết kế hiện đại ha, một trệt hai tầng lầu anh chị, đúc 3 tấm và xây mới. Mời anh chị mình vào trong đi. Nhà nằm trong khu dân cư có vỉa hè. Căn này là 64m² anh chị nha, thổ cư 100% luôn. Ngang 4m và chiều dài là 16m. Thiết kế rất là hiện đại, thiết kế mới quý anh chị. Nhà tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Hôm nay chia sẻ cho anh chị mình tham khảo nha. Anh chị nào mà đang sắp tới có nhu cầu sắm cho mình những cái căn nhà mới ha, mình có thể tham khảo tất cả các cái mẫu nhà đẹp của bên em. Đó. Chỗ này là phòng khách kết hợp với khu vực để mình có thể để xe ha, để xe phía ngoài này, còn phòng khách phía trong đây. Bên đây là một cái khu vực tủ kệ để mình để tivi quý anh chị này. Đó, thiết kế hiện đại ha, rất là đẹp nha. Đó, bên đây này, bên đây cũng được dán các cái tấm PVC ha, giả vân đá rất là đẹp ha, nhìn rất là sáng. Làm cho căn nhà của mình sáng lên đó ha. Trên trần nhà mình là được trần bằng thạch cao, trần thạch cao, sử dụng đèn led, có quạt trần, rất là ok. Khu vực cầu thang nhà mình đây ha, cầu thang để ở dưới nhà. Phía sau đây là nhà ăn. Tủ kệ, tủ bếp, tủ trên, tủ dưới là đều làm bằng gỗ tự nhiên hết đâu quý anh chị. Dưới cầu thang ở đây gia chủ cũng thiết kế cho mình một cái khu vực hệ thống tủ âm ha, âm trong cầu thang nhé. Mình để vật dụng cho nó ok. Phía sau này, sau này là sẽ có một cái lối thoát hiểm. Cái lối thoát hiểm này thì hiện trạng bây giờ là đã đóng cửa rồi. Lối thoát hiểm 1m2 quý chị. Còn nhà vệ sinh phía dưới của mình đây. Đây là khu vực nhà vệ sinh của mình ở phía dưới tầng trệt. Bây giờ mời anh chị mình lên khu vực tầng lầu để mình cùng tham quan về căn nhà này quý anh chị ơi. Lầu 1 hai phòng ngủ với hai nhà vệ sinh bên trong quý chị. Phòng ngủ số 1 của mình đây, nhà vệ sinh đây. Đây là những cái phòng ngủ mà có nhà vệ sinh bên trong, rất là tiện quý chị nha. Đó. Phía trước này, phía trước đây cũng sẽ có một cái khu vực phòng ngủ lớn đó quý chị. Phòng ngủ này phía trước của nhà mình, phòng ngủ số 2 anh chị nha. Phía trước có cửa ra ban công, rất là rộng, thoải mái ha. Đó. Nhà vệ sinh thì bên đây, vừa nhà vệ sinh và vừa phòng tắm quý anh chị nha. Có bồn tắm nằm luôn này. Rồi, mời anh chị lên lầu 2. Lầu 2 anh chị ạ. Lầu 2 sẽ có thêm một cái khu vực phòng ngủ nữa. Vậy là nhà mình có tổng 3 phòng ngủ, có nhà vệ sinh bên trong luôn. Phía trước đây là phòng thờ này quý anh chị. Chỗ này là phòng thờ anh chị nha. Vậy là nhà mình sẽ có một phòng thờ, 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh. Sân trước này. Chỗ đây giặt phơi đồ ha. Rất là thoáng quý chị nha. Nhà mình hướng đông bắc, sổ hồng riêng, 64m và thổ cư 100%. Căn này chính xác là 3,8 tỏi. Mình còn nói chuyện lại anh chị nha. Anh chị yêu thích thì vào việc luôn đi.